Tháng 9 năm 189, khi hộ tống anh em thiếu đế về cung, Đổng Trác thấy hoàng tử Lưu Hiệp thông minh bạo dạn hơn nên ưa thích và định phế thiếu đế để lập Lưu Hiệp. Sau khi Hà Tiến bị hoạn quan lừa giết, Đổng Trác nắm lấy thuộc hạ của Hà Tiến, dùng vũ lực thao túng triều đình, lại ra tay cướp bóc, sát hại nhiều dân thường. Quan Tư Đồ Vương Doãn và Hổ Bôn Trung Lang tướng Viên Thiệu đang bàn bạc đối phó. Thủ hạ của Viên Thiệu khuyên Thiệu nên trừ khử Đổng Trác ngay nhưng Thiệu chủ trừ chưa quyết. Ngay lúc đó có thư mời của Đổng Trác tới dự tiệc tại Ôn Minh. Đổng Trác triệu các quan lại tới dự tiệc và nói việc này ra, không ai trả lời. Chỉ có thứ sử Tinh Châu là Đinh Nguyên, viên tướng cũng vào Lạc Dương trước đó theo lệnh của Hà Tiến phản đối kịch liệt. Đinh Nguyên ỷ có tướng hầu là Lữ Bố hộ vệ nên không sợ bị Đổng Trác hãm hại. Viên Thiệu và Tưởng Cán ngăn lại và chửi Đổng Trác chẳng qua chỉ là thứ sử xa triều, chưa dự bàn việc nước, lại không có tài như Y Doãn, Hoắc Công. Đổng Trác nổi giận định giết, may có các quan cản lại. Vương Doãn nói việc trọng đại này không nên bàn trong khi say rượu. Nói rồi cáo từ ra về, các quan cũng đi cả. Sau đó Đinh Nguyên kéo quân đến vây bắt Đổng Trác. Lữ Bố chém liền mấy tướng, Đổng Trác phải bỏ chạy. Trung Lang tướng Lý Túc bày kế muốn dùng ngựa xích thố và vàng bạc châu báu để mua chuộc Lữ Bố về với Đổng Trác. Hôm sau Lý Túc tới dụ Lã Bố. Lý Túc nói khích, chim khôn chọn cây mà đậu, người tài chọn chủ mà thờ. Quả nhiên Lữ Bố nổi lòng tham, làm phản về giết Đinh Nguyên ngay trong đêm hôm đó. Mang đầu làm lễ ra mắt Đổng Trác. Đổng Trác phong Lữ Bố làm Kiệu Kỵ Đô Úy, Trung Lang tướng Đô Đình Hầu. Hôm sau Đổng Trác lại mang việc phế thiếu đế ra bàn trước triều thần. Mọi người đều sợ, Lữ Bố mang kích xông vào đứng bên cạnh Đổng Trác uy hiếp. Lúc này Viên Thiệu hết nhịn nổi liền kịch liệt phản đối. Đổng Trác tỏ ý giận dữ vì sự chống đối của Viên Thiệu, hai bên chưa ra mặt đánh nhau. Đổng Trác ngại vì mình mới vào kinh và nhà họ Viên có gia thế mạnh nhiều đời nên chưa hành động. Các quan cũng can ngăn. Viên Thiệu cũng lo lắng vội đi khỏi phủ Đổng Trác rồi bỏ kinh thành trốn lên Ký Châu thuộc Hà Bắc. Đổng Trác quyết định ngày 1 tháng 9 sẽ phế vua cũ lập vua mới, văn võ bá quan đều phải đến dự. Năm 190, Đổng Trác phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện làm Hoàng Nông Vương, lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp lên ngôi, tức là Hán Hiến Đế. Ít lâu sau, Đổng Trác giết vua Thiếu Đế bị phế và ép Hà Thái Hậu phải tự sát, ép Hán Hiến Đế phong mình làm tướng quốc, ngôi vị trên cả Tam Công. Lại vua không phải xưng tên, lên điện vẫn được đeo gươm, tác oai tác quái, làm rối nội đình, khiến lòng người trăm họ căm giận, thiên hạ thù ghét. Nhân danh cứu nhà Hán, các trấn chư hầu họp nhau nổi dậy. Một cuộc chiến chống lại Đổng Trác lại bắt đầu.